Phật tử, ý ông nghĩ sao? Pháp của các chúng sinh đó thọ có số lượng chăng hay là vô lượng? Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói, số đó rất nhiều, vô lượng, vô biên. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, Phật tử, tôi vì ông nói để cho ông hiểu rõ. Phật tử, Bồ Tát Pháp Vân Điện này, ở chỗ một vị Phật, trong khoảng một niệm, an thọ nhiếp trì, đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ, pháp tạng ba đời, nhiều hơn tất cả chúng sinh trong các thế giới văn chỉ pháp đã nói ở trên, trăm phần chẳng bằng một, cho đến ví dụ cũng không kịp được. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói, Phật tử, này tôi nói ví dụ theo ý nghĩ của Ngài thế nào? Những chúng sinh đó thọ Phật Pháp, Ngài nói có số lượng chăng hay là không có số lượng? Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt đáp nói, số mục đó thật là nhiều, không cách chi đếm biết được chính xác, cũng không thể nào dò lường được bờ mé của nó. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi, lại nói với Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt, Phật tử, này tôi sẽ vì Ngài giải thích nói một phen để cho Ngài minh bạch đạo lý này. Phật tử, vị Bồ Tát Pháp Vân Điện này, ở chỗ đạo tràng của một vị Phật, trong khoảng một niệm an lập được, lãnh thọ được, nhiếp nạp được, văn trì được, đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ của Phật và pháp tạng ba đời, nhiều hơn mỗi chúng sinh văn trì Phật Pháp trong hết thảy thế giới, trong hết thảy cõi Phật, như đã nói ở trên. Nếu so sánh với Bồ Tát Thập Địa thì tuy họ văn trì rất lâu, nhưng không bằng 1%, cho đến dùng ví dụ để nói cũng không tìm được một ví dụ tương xứng để nói rõ được. Như ở chỗ một vị Phật, như vậy mười phương, cũng như đã nói ở trên, bao nhiêu thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lại hơn số này vô lượng vô biên. Nơi mỗi mỗi các đức Phật, các đức Như Lai đó, hết thảy pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ, pháp tạng ba đời đều được an thọ, thọ được, nhiếp được, trì được, cho nên địa này gọi là Pháp Vân. Như ở tại đạo tràng của một vị Phật, giống như vậy trong mười phương thế giới, trong các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật như đã nói ở trên, còn nhiều gấp bội hơn số mục đó vô lượng vô biên. Ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật, hết thảy đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ cùng với pháp tạng ba đời, vị thập địa Bồ Tát này an được, thọ được, nhiếp được, trì được, cho nên điện này gọi là Pháp Vân Điện. Phật tử, Bồ Tát điện này dùng sức tự nguyện khởi mây đại bi, chấn sấm đại pháp, ánh chớp thông minh vô ý, mây dày phước đức trí huệ, hiện đủ thứ thân, đến đi khắp cùng trong khoảng một niệm, đến khắp cùng mười phương trong ngàn ức na giò thà thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi nước, dễ nói đại pháp hàng phục ma oán, lại hơn số này, nơi vô lượng trong ngàn ức na giò thà thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi nước, tùy tâm ưa thích của các chúng sinh, tuần mưa cầm nổ, diệt trừ tất cả lửa mê hoặc bụi trần, cho nên địa này gọi là Pháp Vân. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị phải biết, vị Bồ Tát Pháp Vân Điện này, thuở xưa Ngài đã từng phát đại nguyện, nhờ sức đại nguyện này mà sinh khởi tâm đại bi, dài như mây để che hộ chúng sinh, phát ra tiếng sấm như trên trời làm sư tử hống, vì chúng sinh dễ nói diệu pháp, khiến cho chúng sinh giác ngộ. Ngài thông đạt các pháp thật tướng, minh bạch pháp nghĩa thâm sâu của chư Phật nói, chứng đắc vô sở ý chư Phật. Quảng minh trí huệ như ánh chớp, chiếu khắp pháp giới tất cả chúng sinh, phước huệ đầy đủ, giống như vầng mây dày đặc ở trên trời. Bồ Tát thường thị hiện đủ thứ thần tướng, bất chấp gian khổ ở trong chúng sinh, cuối rồi lại bắt đầu, đến đi khắp cùng, vì tâm bi tha thiết, không thể buông bỏ đặng tất cả. Chúng sinh trong đường mê, Bồ Tát có thể ở trong một niệm đến khắp cùng mười phương trong ngàn ước na do tha thế giới nhiều như số hạt bụi, vì chúng sinh dễ nói diệu pháp để khổ được vui, thoát khỏi sinh tử, khiến cho chúng sinh sớm bỏ mê về với giác ngộ, và còn hàng phục được thiên ma, chế các ngoại đạo, tất cả ma oán cũng đều tiêu diệt được. Cảnh giới của thập địa Bồ Tát còn phải vượt qua công năng này. Ngài có thể ở trong vô lượng trong ngàn ước na giò thà thế giới, nhiều như số hạt bụi, tùy sự hoan hỷ trong tâm của chúng sinh, ban cho cam đổ pháp vũ, diệt trừ lửa nghiệp chướng, bụi trần và mê hoặc. Do vậy, nên thập địa gọi là Pháp Vân Địa. Phật tử, Bồ Tát điện này, nơi một thế giới từ trời đâu xuất hàng sinh, cho đến niết bàn tùy tâm chúng sinh đáng được độ mà hiện Phật sự,
hoặc 2 hoặc 3 cho đến các quả nước nhiều như số hạt bụi như trên, lại hơn số trên đây, cho đến vô lượng trăm ngàn ức là do tha thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi nước cũng đều như vậy. Cho nên địa này gọi là Pháp Vân. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị thập địa Bồ Tát này ở trong một thế giới bao quát một mặt trời, một mặt trăng, một bốn đại bộ châu, một núi Tu Di. Bồ Tát từ cùng trời đâu xuất hạ sinh xuống nhân gian. Vì thành Phật nhất định phải đến nhân gian mới có thể thành Phật. Hạ sinh xuống nhân gian nhất định phải trải qua nhập thai. Bồ Tát ở trong thai mẹ vẫn giáo hóa tất cả chúng sinh và quỷ thần, chẳng giống như phàm phu ở trong thai mẹ mê muội. Bồ Tát từ cùng trời đâu xuất hạ sinh nhập thai, xuất gia thành đạo hàng ma chuyển pháp luân vào niết bàn, cộng thành tám giai đoạn nên gọi là tám tướng thành đạo. Bồ Tát trải qua tám giai đoạn này, hoàn thành bổn nguyện ra đời của Ngài cho đến lúc vào Niết Bàn. Trong khoảng giữa này, Ngài tùy tâm ý của chúng sinh đáng được hóa độ, thì thể hiện đủ thứ Phật sự, khiến cho chúng sinh sớm thành đạo nghiệp, hoặc hai thế giới, hoặc ba thế giới, cho đến cõi nước chúng sinh nhiều như hạt bụi như đã nói ở trên, còn nhiều hơn số trên, cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do thai thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi nước, và chúng sinh nhiều như số hạt bụi, Bồ Tát cũng đều ở tại đó giáo hóa tế độ chúng sinh, thể hiện quá trình thành Phật. Do vậy, cho nên thập địa gọi là Pháp Vân Địa. Thập địa Bồ Tát còn gọi là Bồ Tát Pháp Vân Địa.